người Do Thái biểu tình chống trả tự do cho tù nhân Palestine. Tin từ Jerusalem, hàng chục người Do Thái tập trung bên ngoài tư gia của Thủ tướng Benjamin Netanyahu phản đối việc trả tự do cho tù nhân Palestine. Theo điều kiện quay trở lại bàn đàm phán, Do Thái sẽ trả tự do thêm cho 25 tù nhân Palestine. Ông May Indor là chủ tịch của Almagor, một tổ chức đòi công lý cho nạn nhân bị dân quân tấn công, nói rằng trả tự do cho khủng bố sẽ tạo thêm thiệt hại sinh mạng cho người Do Thái. Hoa Kỳ và Liên Âu đã đòi Do Thái trả tự do cho khủng bố, nhưng chính họ đã không làm tương tự. Họ coi máu của người Do Thái rẻ hơn máu người Hoa Kỳ và người Âu Châu. Hoa Kỳ đã làm trung gian đưa Do Thái và Palestine vào bàn đàm phán để đem lại hòa bình Trung Đông qua giải pháp hai quốc gia sống chung hòa bình.